tiểu thuyết Manon Lescaut, tác giả Linh Mục Prevost, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tôi yêu nàng một cách quá giản dị nên không thể cảnh giác một cách dễ dàng. Ngày kia khi tôi ra ngoài vào buổi chiều, và tôi đã báo trước với nàng rằng tôi phải ở bên ngoài lâu hơn thường lệ, tôi ngạc nhiên khi trở về, người ta để tôi phải chờ đợi 2-3 phút ngoài cửa. Chúng tôi chỉ được phục vụ bởi một chị bồi nhỏ tuổi gần bằng tuổi chúng tôi. Đến mở cửa cho tôi hỏi cô tại sao cô lại trễ nải lâu như vậy. Cô trả lời tôi ra vẻ bối rối rằng cô không hề nghe tôi gõ cửa. Tôi chỉ gõ cửa có một lần. Tôi nói với cô ấy, nhưng nếu cô không nghe tôi gõ cửa, tại sao cô đến mở cửa cho tôi? Câu hỏi này làm cho cô bối rối rất nhiều, đến nỗi cô không nhanh nhảy để trả lời. Cô bắt đầu khóc và trấn an tôi rằng không phải là lỗi của cô, và rằng bà đã cấm cô mở cửa cho đến khi ông DB ra khỏi nhà bằng cầu thang khác ở nhà vệ sinh. Tôi rất bối rối, đến nỗi tôi không có sức vào trong căn hộ. Tôi quyết định đi xuống diễn cơ câu chuyện, và tôi ra lệnh cho cô hầu nói với tình nương của tôi rằng tôi sẽ quay về trong chốc lát, nhưng không cho nàng biết rằng cô đã nói với tôi về ông DB. Sự bối rối của tôi quá lớn, khiến tôi bật khóc khi xuống cầu thang, mà không biết tình cảm nào khiến nước mắt tuôn ra. Tôi vào quán cà phê đầu tiên và ngồi gần một cái bàn. Tôi ôm đầu trong hai bàn tay để phát huy hết những gì diễn ra trong tim mình. Tôi không dám nhớ những gì mình đã nghe. Tôi muốn xem điều đó như một ảo ảnh, và tôi sẵn sàng 2 hoặc 3 lần quay về nhà mà không chú ý rằng mình đã chú ý. Có vẻ như không thể nào mà nó phản bội tôi. Tôi sợ mình sẽ mắng chửi nàng khi ngờ vực. Tôi sùng bái nàng, chắc chắn là thế. Chẳng phải tôi đã cho nàng nhiều bằng chứng về tình yêu hơn là tôi nhận được từ nàng sao? Tại sao tôi lại kết tội nàng kém chân thành hơn và lừa dối tôi? Cách đây 3 giờ đồng hồ, nàng đã dồn lên tôi những cái vuốt ve âu yếm nhất, và nàng đã nhận những cái mơn trớn của tôi đầy rung cảm. Tôi không biết rõ lòng mình bằng lòng nàng. Không, không, tôi nói tiếp, không thể nào mà nàng phản bội tôi. Nàng đâu phải không biết tôi chỉ sống vì nàng. Nàng biết quá rõ rằng tôi sùng bái nàng. Đó không phải là một nguyên cớ để nàng ghét tôi. Tuy nhiên, sự viếng thăm và ra đi lén lút của ông DB gây cho tôi nhiều bối rối. Tôi cũng nhớ những món tiền nhỏ của Manon dường như vượt quá tài sản hiện nay của chúng tôi. Điều đó có vẻ như đó là sự dung giải phóng túng của một tình nhân mới. Và do lòng tin rằng nàng luôn chứng tỏ với tôi về những nguồn lợi mà tôi không biết, tôi khó mà đưa ra một ý nghĩa thuận lợi cho nhiều câu đố bí ẩn như thế. Như lòng tôi mong muốn, ở một khía cạnh khác, tôi không rời mắt khỏi nàng từ khi chúng tôi ở Paris. Những công việc bận rộn, những chuyến đi dạo, giải trí, chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau. Chúa tôi, thoáng chốc xa nhau, chúng tôi thấy quá nặng nề. Phải nói không ngừng rằng chúng tôi yêu nhau, chúng tôi cảm thấy lo lắng chết người. Nếu không nói, vậy tôi không thể tưởng tượng hầu như một giây phút nào đó mà Manon có thể bận lòng vì một người khác hơn tôi. Cuối cùng tôi ngỡ như tìm được nút thắt của bí mật này. Ông DB, tôi tự nhủ, là một người làm ăn lớn và có những mối quan hệ rộng. Cha mẹ của Manon sử dụng con người này để giữ một số tiền cho nàng. Có lẽ nàng đã nhận tiền từ ông ta. Ông ta đến hôm nay để mang thêm tiền cho nàng. Chắc là bày ra một trò trống gì đó để giấu tôi, để tôi ngạc nhiên một cách dễ chịu. Có lẽ nàng sẽ nói về điều đó nếu tôi trở về như thường lệ, thay vì đến đây để tức tối buồn rầu. Nàng sẽ không giấu tôi đâu, ít ra khi chính tôi nói với nàng. Tôi nghĩ nhiều bằng ý nghĩ đó, khiến nó có sức mạnh làm thuyên giảm đi nỗi buồn của tôi. Tôi quay về nhà ngay, tôi ôm hôn Manon với vẻ âu yếm thường lệ. Nàng đón tôi rất tốt. Thoạt tiên, tôi thử phát hiện ước đoán của mình, mà tôi cho là chắc chắn nhất. Tôi kềm nén hy vọng rằng có lẽ nàng sẽ báo trước cho tôi khi tôi biết mọi chuyện đã xảy ra. Người ta dọn cho chúng tôi ăn khuya. Tôi ngồi vào bàn với dáng vẻ rất vui, nhưng dưới ánh sáng ngọn nến giữa nàng và tôi ngỡ như thấy nỗi buồn trên gương mặt và trong mắt của tình nữ yêu quý. Ý nghĩ này cũng lan sang tôi. Tôi lưu ý rằng những ánh mắt của nàng nhìn tôi thiết tha, nhưng bằng một cách khác với cung cách quen thuộc. Tôi không thể phân biệt liệu đó có phải là tình yêu hay là lòng trắc ẩn, dù có vẻ như đó là một tình cảm dịu dàng và quế quải. Tôi cũng nhìn nàng chăm chú như vậy, và có lẽ nàng không kém nhọc lòng khi phán đoán tình cảnh của lòng tôi qua ánh mắt của nàng. Cuối cùng tôi thấy lễ rơi từ đôi mắt đẹp của nàng, những giọt lệ nham hiểm. Chúa tôi kêu lên, nàng khóc, Manon thân yêu, nàng buồn phiền cho đến lúc phải khóc,
Và nàng không nói với anh một lời nào về nỗi ưu phiền của nàng. Nàng chỉ đáp lời tôi bằng vài tiếng thở dài càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của tôi. Tôi đứng dậy và run rẩy. Tôi khẩn cầu nàng như một nỗi dồn dã trong tình yêu. Mong nàng hãy hé lộ với tôi nguyên nhân của những giọt nước mắt đó. Tôi cũng chảy nước mắt khi lau nước mắt cho nàng. Tôi sống dở chết dở. Một kẻ man sợ chắc cũng mũi lòng khi chứng kiến nỗi đau đớn và nỗi sợ hãi của tôi. Trong lúc tôi lo lắng cho nàng như thế, tôi nghe tiếng động của nhiều người lên cầu thang. Người ta gõ nhẹ vào cửa. Manon hôn tôi và thoát ra khỏi cánh tay tôi. Nàng nhanh chóng vào phòng vệ sinh mà nàng đóng cửa lại ngay lập tức. Tôi hình dung rằng vì hơi sốc xếp, nàng muốn che giấu trước mắt những người lạ đã gõ cửa. Chính tôi sao mở cửa cho họ. Tôi vừa mở ra thì tôi thấy mình bị những người này tóm lấy, mà tôi nhận ra là các gia nhân của cha tôi. Họ không gây bạo lực với tôi, nhưng hai trong số họ đã nắm tay tôi. Người thứ ba lục lạo các túi áo tôi, mà họ rút ra một con dao nhỏ là món đồ sắt duy nhất mà tôi có trên người. Họ xin lỗi tôi vì cần phải thiếu kính trọng đối với tôi. Đương nhiên họ nói với tôi rằng họ hành động theo lệnh của cha tôi, và trưởng huynh tôi đang chờ tôi ở dưới trong một chiếc xe ngựa. Tôi rất bối rối nên tôi để cho mình bị đưa ra mà không chống cự và không trả lời. Anh tôi thật sự đang chờ tôi. Người ta đặt tôi lên xe ngựa bên cạnh anh và người đánh xe. Theo lệnh của anh, đưa nhanh chóng tôi về đến Saint-Denis. Anh tôi ôm hôn tôi rất âu yếm, nhưng không nói gì với tôi, đến nỗi tôi thoải mái như tôi cần, để mơ mộng đến sự kém may mắn của mình. Thoạt tiên, tôi thấy mờ một tâm tối, và tôi không thấy chút sáng tỏ nào, chút ước đoán nào. Tôi bị phán trách một cách tàn khốc, nhưng do ai? Tibet là người đầu tiên đến tâm trí của tôi, phản bội. Tôi nói, người phải trả giá bằng cả cuộc đời, nếu muốn ngồi việc của ta là đúng. Tuy nhiên tôi suy nghĩ rằng anh ta không biết nơi ở của tôi, và do đó người ta không thể biết được điều đó từ anh ta. Cái tội Manon là điều mà lòng tôi không dám cho là có tội. Nỗi buồn khác thường mà tôi thấy ở nàng, như bức xúc, những giọt nước mắt của nàng, nụ hôn âu yếm mà nàng trao cho tôi khi rút lui, đối với tôi có vẻ như một câu đố bí hiểm, nhưng tôi cảm thấy có thể giải thích điều đó như một linh cảm về nỗi bất hạnh chung của chúng tôi. Và trong thời gian mà tôi tuyệt vọng về tai nạn đã khiến tôi phải rời khỏi nàng, tôi cả tin khi tưởng tượng rằng nàng còn than vãn hơn cả tôi. Kết quả những nỗi suy tư của tôi là thuyết phục tôi rằng tôi bị vài người quen bắt gặp ngoài đường ở Paris, nên họ đã cho cha tôi biết. Ý nghĩ này an ủi tôi. Tôi định sẽ thoát thân sau khi nghe cha tôi trách móc, chịu vài kiểu xử sự tệ hại mà tôi phải chuốc lấy trước uy quyền của cha. Tôi quyết định chịu đựng mọi thứ thật kiên nhẫn, sẽ hứa mọi thứ mà người ta đòi hỏi ở tôi để tạo cơ hội dễ dàng quay lại Paris nhanh nhất có thể, trả lại cuộc sống và niềm vui cho Manon thân yêu. Chúng tôi đến chẳng bao lâu Saint-Denis. Cha tôi ngạc nhiên vì tôi im lặng, hình dung đó là tác dụng của nỗi sợ. Ông bắt đầu an ủi tôi và đảm bảo rằng tôi không có gì phải e ngại về sự nghiêm khắc của cha, miễn là tôi nhẹ nhàng quay về làm bổn phận và xứng đáng với tình cảm mà ông dành cho tôi. Ông cho tôi qua đêm ở Saint-Denis, cẩn thận cho ba gia nhân ngủ trong phòng tôi. Điều gây cho tôi một nỗi nhọc lòng vô kể là thấy mình ở trong cùng khách sạn mà tôi dừng lại với Manon. Khi từ Amiens đến Paris, ông chủ và gia nhân nhận ra tôi và cùng lúc đoán được sự thật về chuyện của tôi. Tôi nghe ông chủ nói, à, chính là cái ông xinh xắn này đã qua đây cách đây 6 tuần với một tiểu thư nhỏ nhắn mà ông ta rất yêu. Cô ta thật đáng yêu. Những đứa trẻ đáng thương, họ vuốt da nhau mới ghê chứ. Dĩ nhiên thật đáng tiếc khi người ta chia cách họ. Tôi giả vờ không nghe gì hết và tôi để người ta thấy mình càng ít càng tốt. Anh tôi ở Saint-Denis có một cái kiểu đôi mà chúng tôi ra đi vào sáng hôm sau và chúng tôi đến nhà mình ngày hôm sau vào buổi tối. Anh thấy cha tôi trước tôi để báo trước cho ông rằng tôi để yên cho mình được đưa đi. Khi tôi được đón tiếp ít gay gắt hơn tôi vẫn chờ đợi. Ông chỉ trách móc tôi vài lời chung chung về tội lỗi mà tôi đã phạm khi vắng mặt mà không có sự cho phép của ông. Đối với những gì liên quan đến tình đương của tôi, ông nói với tôi rằng tôi xứng đáng với việc vừa xảy ra khi lao vào một cô gái lạ, rằng ông có ý kiến tốt hơn về sự thận trọng của tôi, nhưng ông hy vọng rằng cuộc phiêu lưu nho nhỏ này sẽ khiến tôi khôn ngoan hơn. Tôi chỉ hiểu bài diễn văn này theo nghĩa phù hợp với những ý nghĩ của tôi. Tôi cảm ơn cha tôi vì lòng tốt khiến ông tha thứ cho tôi. Và tôi hứa với ông sẽ cư xử phục tùng hơn và mực thước hơn. Trong đáy lòng tôi đắc thắng vì cung cách mà mọi chuyện được thu xếp. Tôi không nghi ngờ gì rằng mình có tự do bỏ trốn khỏi nhà, thậm chí trước khi hết đêm. Người ta ngồi vào bàn để ăn khuya,
Người ta chế nhạo tôi về cuộc chinh phục của tôi ở Amiens và về cuộc bỏ trốn của tôi với tình tương chung thủy này. Tôi nhận được những đòn này thật tử tế, thậm chí tôi còn vui thích vì mình được phép nói chuyện về những điều xâm chiếm liên tục trong trí mình. Nhưng vài câu buông ra từ cha tôi khiến tôi giỏng tay chăm chú hết sức. Ông nói về sự nham hiểm và những phục vụ lợi dụng do ông DB làm. Tôi ngớ người ra khi nghe ông nói ra cái tên này và tôi quỷ lưỡi yêu cầu ông giải thích rõ hơn. Ông quay về phía anh tôi để hỏi liệu có phải anh chưa kể mọi chuyện hay không. Anh tôi trả lời ông rằng tôi rất điềm tĩnh dọc đường nên anh không nghĩ rằng tôi cần phương thuốc này để chữa lành cơn điên rồ của mình. Tôi lưu ý rằng cha tôi cân nhắc liệu ông có nên giải thích hết hay không. Tôi gian này ông rất khẩn thiết nên khiến ông làm cho tôi thỏa mãn. Hay đúng hơn, ông giết tôi tàn khốc bằng câu chuyện khủng khiếp nhất trong mọi câu chuyện. Thoạt tiên ông hỏi tôi liệu tôi có giản dị tin rằng mình được tình thương yêu. Tôi giản dị nói với ông rằng tôi rất chắc chắn và không có gì có thể khiến tôi nghi ngờ. Ha ha ha, ông kêu lên và cười ngặt nghẽo. Điều đó rất tuyệt, con bị lừa một vô quá đẹp và cha thích thấy con trong tình cảm đó. Thật đáng tiếc, chàng hiệp sĩ đáng thương của cha khi vào dòng tung man, bởi vì con có nhiều khả năng là một người chồng kiên nhẫn và thuận lợi. Ông nói thêm cả ngàn lời châm biếm mạnh mẽ như thế về điều mà ông gọi là sự ngu ngốc và cá tính của tôi. Cuối cùng vì tôi vẫn im lặng, ông tiếp tục nói với tôi rằng theo sự tính toán mà ông có thể làm từ lúc tôi đi Amiens, mà ông chỉ yêu tôi khoảng 2 ngày. Vì ông nói thêm, cha biết rằng con từ Amiens ra đi vào ngày 28 tháng này, cách đây 11 ngày, ông DB đã viết cho cha, cho phỏng đoán rằng phải có 8 ngày để quen biết tình nương của con một cách hoàn hảo. Cho nên ai bỏ ra 11 ngày và 8 khỏi 31 ngày, thì từ ngày 28 của tháng cho đến ngày 29 của tháng sau, còn lại 12 ngày, hơn kém một chút. Về chuyện này, những tràng cười lại bắt đầu. Tôi nghe hết tim xe thắt và tôi sợ không thể cưỡng lại, cho đến cuối màn hài kịch đáng buồn này. Vậy con biết, cha tôi nói tiếp, vì con không biết rằng ông DB đã chiếm được trái tim nàng công chúa của con, vì ông ta nhạo báng cha khi thuyết phục cha rằng đó là một nhiệt tình vô tư để giúp cha mà ông muốn chiếm nàng ta từ con. Thật tốt một con người như ông ta, mặt khác, cha không hề quen biết mà lại đỡ những tình cảm cao quý như thế. Từ cô ta, ông ta biết con là con của cha và để giải thoát con khỏi những nỗi bất hạnh, ông ta đã viết cho cha nơi ở của con và sự xáo trộn mà con đang sống và cho cha nghe được phải mạnh tay để đảm bảo về con. Ông ta hứa tạo điều kiện cho cha có nhiều cách để nắm được con và theo sự chỉ dẫn của ông ta và của chính tình nương con mà anh con đã tìm được thời điểm bắt con không sai sót. Bây giờ cha khen ngợi con về độ dài của chiến công. Con biết thắng khá nhanh chóng, hiệp sĩ à, nhưng con không biết giữ gìn chinh phục của mình. Tôi không có sức chống đỡ lâu hơn nữa. Một bài diễn văn mà từng câu đã xuyên thấu vào tim tôi. Tôi đứng dậy khỏi bàn và tôi đi chưa đến 4 bước để ra khỏi phòng thì tôi đã ngã xuống sàn nhà, không còn chút tình cảm và không biết gì nữa. Người ta gọi người để cấp cứu tôi. Tôi mở mắt để tuôn một thác nước mắt và mở miệng để thốt ra những lời than vãn buồn bã nhất và cảm động nhất. Cha tôi luôn âu yếm yêu thương tôi, lấy hết tình cảm để an ủi tôi. Tôi lắng nghe ông nhưng không nghe gì cả. Tôi lao vào đầu gối ông, tôi cam kết với ông và chắp tay lại để van xin cho mình về Paris để đâm chết ông DB. Không, tôi nói, ông ta không chiếm được trái tim của Manon. Ông ta chiếm cô ấy bằng bạo lực. Ông ta đã quyến rũ nàng bằng một lá bùa hay một thư thuốc độc. Có lẽ ông ta đã ép buộc nàng một cách thô bạo. Manon yêu tôi không biết điều đó quá rõ hay sao. Chắc ông ta đã đe dọa nàng với con dao găm trên tay để ép buộc nàng bỏ tôi. Còn điều gì mà ông ta không làm để cướp của tôi một tình nương đáng yêu như thế? Ôi chúa ơi, có thể nào Manon phản bội tôi và nàng ngừng yêu tôi? Vì tôi luôn nói về việc nhanh chóng trở lại Paris và tôi lúc nào cũng đứng dậy để làm điều đó. Cha tôi thấy rõ rằng trong sự rung cảm mà tôi đang chịu đựng, không gì có thể ngăn tôi được. Ông đưa tôi trong một căn phòng cao, nơi đó ông cho 2 gia nhân ở với tôi để giữ chặt tôi. Tôi không tự chủ được. Tôi chẳng chàng cho đi cả ngàn mạng sống để chỉ ở Paris một khắc đồng hồ. Tôi hiểu rằng khi đã tuyên bố rõ ràng như thế, người ta không dễ dàng cho phép tôi ra khỏi phòng. Tôi lấy mắt đo chiều cao của cửa sổ và không thấy có khả năng nào để thoát thân qua đường này. Tôi dịu dàng nói với 2 gia nhân, tôi thề thốt ngàn lời
rằng một ngày kia sẽ làm giàu cho họ. Nếu họ muốn đồng ý cho tôi thốt thoát, tôi thúc ép họ, tôi giúp gia họ, nhưng ý định này vẫn là vô ích. Lúc đó tôi mất hết mọi hy vọng, tôi quyết định chết và tôi lao mình xuống một cây giường với ý định chỉ rời khỏi đó với tính mạng của mình. Tôi qua đêm và ngày kế tiếp trong tình trạng này. Tôi từ chối thức ăn mà người ta mang đến cho tôi vào ngày hôm sau. Cha tôi đến thăm tôi vào buổi chiều. Ông có lòng tốt, che giúp nỗi đau lòng của tôi bằng những lời an ủi dịu dàng nhất. Ông ra lệnh cho tôi thật quyết liệt, phải ăn thứ gì đó, mà tôi làm vì kính trọng lệnh của ông. Vài ngày trôi qua, trong đó tôi chỉ ăn khi có mặt ông và để vâng lời ông. Ông luôn tiếp tục mang đến cho tôi những lý lẽ có thể đưa tôi về con đường lý trí và gợi cho tôi lòng khinh bỉ đối với ma nông không chung thủy. Chắc chắn rằng tôi không đánh giá cao nàng nữa. Làm sao tôi có thể đánh giá cao tạo vật nhẹ dạ và nham hiểm như thế? Nhưng hình ảnh của nàng, những đường nét yêu kiều mà tôi mang theo trong đáy tim vẫn cứ tồn tại. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ. Tôi có thể chết, tôi nói. Thậm chí tôi phải chết sau bao nhiêu nhục nhã và đau đớn. Nhưng tôi sẽ đau khổ hơn cả ngàn cái chết vì không thể quên nàng ma nông vô ơn. Cha tôi ngạc nhiên vì thấy tôi luôn bị tác động mạnh như thế. Ông biết tôi có nhiều nguyên tắc danh dự và không thể ngờ rằng sự phản bội của ma nông không làm cho tôi khinh bỉ nàng. Ông tưởng tượng rằng sự kiên định của tôi không đến từ lòng đam mê riêng biệt mà một khuynh hướng chung đối với đàn bà. Ông găng bo với ý nghĩ này nhiều đến nỗi chỉ dựa vào tình cảm dịu dàng của mình. Ngày kia ông đến mở cửa cho tôi. Hiệp sĩ, ông nói với tôi, cha có những dự định cho đến bây giờ cho con mang thập giá mant, nhưng cha thấy rằng các khuynh hướng của con không hướng về phía đó. Con yêu những người đàn bà đẹp, cha đồng ý tìm cho con một người mà con thích. Tuy nhiên hãy giải thích cho cha biết điều mà con nghĩ về chuyện đó. Tôi trả lời với cha rằng mình không còn phân biệt được các dạng đàn bà, và sau nỗi bất hạnh vừa xảy đến với tôi thì tôi ghét họ như nhau. Tôi sẽ tìm một người, cha tôi nói và mỉm cười, sẽ giống như ma nông và chung thủy hơn. À, nếu cha có chút lòng tốt nào với con, tôi nói với ông thì phải trả cho con chính nàng ấy. Hãy yên tâm thưa cha thân yêu, rằng nàng không hề phản bội con, nàng không thể làm một chuyện hèn hạ, đen tối và tàn nhẫn như thế. Đó là tên B nham hiểm đã lừa chúng ta. Nàng và con, nếu cha biết nàng dịu dàng và chân thành biết bao, chính cha sẽ yêu thương nàng. Con là một đứa trẻ, cha tôi đáp. Làm sao con có thể mù quáng đến mức ấy? Sao điều mà cha đã kể cho con nghe về cô ta? Chính cô ta đã giao con cho anh con. Con phải quên đi ngay cả tên của cô ta và tranh thủ, nếu con khôn ngoan, sự độ lượng mà cha dành cho con. Cha nhận ra quá rõ ông ta có lý. Đó là một hành động vô thức mà kẻ không chung thủy với con tham gia. Thằng ơi, tôi nói tiếp sau một lúc im lặng. Quá đúng rằng con là đối tượng bất hạnh của một kẻ nham hiểm hèn hạ nhất. Phải, tôi nói tiếp. Khi tuôn những giọt nước mắt bực tức, con thấy rõ rằng con chỉ là một đứa trẻ. Sự cả tin của con dễ dàng bị họ lừa gạt, nhưng con biết rõ mình phải làm gì để trả thù. Cha tôi muốn biết dự định của tôi như thế nào. Con sẽ đến Paris. Tôi nói với ông, con sẽ đốt nhà B và con sẽ thiêu sống ông ta với ma nông nham hiểm. Tánh khí ngông cuồng này khiến cha tôi phá lên cười và chỉ làm cho ông giữ tôi chặt hơn trong tù. Tôi đã trải qua ở đây 6 tháng ròng. Trong tháng đầu tiên có ít thay đổi trong tình cảnh của tôi. Mọi tình cảm của tôi chỉ là luân phiên triền miên giữa hận và yêu, hy vọng và tuyệt vọng, tùy theo ý nghĩ mà ma nông tạo cho tâm trí tôi. Khi thì tôi chỉ coi nàng như một cô gái khả ái nhất và tôi mệt mỏi vì khao khát muốn gặp lại nàng. Khi thì tôi chỉ thay một tình nương hèn hạ và nham hiểm, và tôi thề ngàn lời chỉ tìm lại nàng để trừng phạt nàng thôi. Người ta cho tôi nhiều sách dùng để trả lại cho tâm hồn tôi chút yên bình. Tôi đọc lại tất cả các tác giả mình yêu thích. Tôi có được những mối quen biết mới. Tôi có lại sở thích vô tận về học tập. Ông sẽ thấy điều đó rất có ích cho tôi trong giai đoạn tiếp theo. Luồng ánh sáng về tình yêu khiến tôi thấy sáng tỏ trong vô số điểm của Homer và Virgil mà trước đây tôi cho là tối tăm. Tôi bình phẩm tình tứ trên quyển sách thứ tư của tác phẩm Aeneid. Tôi dùng nó để thấy ánh sáng ban ngày và tôi mừng lòng vì những công chúng chắc sẽ hài lòng. Than ôi, tôi nói khi làm điều đó, đó là một con tim như tim tôi đối với nàng đi đông chung thủy. Tibet đến thăm tôi vào một ngày nọ trong nhà tù. Tôi ngạc nhiên vì sự rung cảm khi anh ôm hôn tôi.
Tôi còn chưa có bằng chứng về tình cảm của anh có thể khiến tôi nhìn anh khác hơn là một tình bạn giản dị trong trường, như nó hình thành giữa các thành viên hầu như cùng một độ tuổi. Tôi thấy anh thay đổi nhiều và tuấn tú từ 5 hay 6 tháng mà tôi đã trải qua mà không gặp anh ấy. Gương mặt anh và giọng điệu nói chuyện của anh khiến tôi kính trọng. Anh nói với tôi như một người cố vấn khôn ngoan hơn là một người bạn cùng trường. Anh than phiền về lầm lạc mà tôi đã rơi vào. Anh khen ngợi tôi đã lành bệnh mà anh ngỡ là đang tiến triển. Cuối cùng anh khuyên tôi nên tận dụng sai lầm tuổi trẻ này để mở mắt về sự phù phiếm của lạc thú. Tôi nhìn anh khá ngạc nhiên, anh nhận ra điều đó. Hiệp sĩ thân yêu của tôi, anh nói với tôi chỉ nói với anh những điều hoàn toàn có thật và tôi không trải qua một khảo nghiệm nghiêm túc. Tôi có nhiều khuynh hướng giống anh đối với khoái lạc, nhưng trời cao đã cho tôi cùng lúc ấy sở thích đối với đạo đức. Tôi dùng lý lẽ của mình để so sánh kết quả của người này, người nọ, và không lâu sau tôi khám phá ra sự khác biệt. Sự cứu rỗi của trời cao phù hợp với suy nghĩ của tôi. Tôi khinh bỉ xã hội không gì bằng. Anh cứ đoán thử điều gì đã kềm nén tôi lại, anh nói thêm, và điều gì ngăn tôi chảy đến nỗi cô đơn. Chỉ duy nhất là tình bạn thân ái mà tôi có với anh. Tôi biết lòng anh và tâm trí anh tuyệt vời. Không có điều gì tốt mà anh không có khả năng thực hiện. Thuộc độc của lạc thứ đã tránh đường cho anh, thật là mất mát về đạo đức to lớn nhường nào. Cuộc bỏ trốn của anh ở Amiens đã gây cho tôi nhiều đau đớn, khiến tôi không thể thưởng thức từ đó một phút giây nào hài lòng. Anh hãy xét đoán điều đó qua những bước đường khiến tôi phải thực hiện. Anh kể cho tôi rằng sau khi thấy tôi đã lừa anh và ra đi với tình lương, anh đã lên ngựa để theo tôi. Nhưng tôi đi trước anh 4 đến 5 giờ, anh không thể gặp lại tôi. Rằng tuy nhiên anh đã đến Saint-Denis nửa giờ sau khi tôi ra đi. Chắc chắn rằng tôi sẽ dừng lại ở Paris. Anh đã ở đó 6 tuần lễ để tìm tôi một cách vô ích. Anh đi khắp nơi mà anh tự hào là có thể tìm được tôi. Và một ngày nọ cuối cùng anh đã nhận ra tình lương của tôi ở hiến diện. Rằng nàng trang sức chói lọi đến mức anh hình dung rằng nàng có số gia sản ấy như một tình nhân mới. Anh đã đi theo cổ xe ngựa của nàng cho đến nhà. Và anh đã biết qua một gia nhân rằng nàng đã được bao bằng tiền của hào phóng của ông B. Tôi không dừng lại ở đó. Anh nói tiếp, tôi quay lại đó vào ngày hôm sau để biết từ chính nàng. Anh đã như thế nào rồi? Nàng đột ngột rời tôi khi nghe tôi nói về anh. Và tôi buộc phải trở về tỉnh mà không có tin tức nào sang sủa hơn. Ở đây tôi được biết cuộc phiêu lưu của anh và sự bối rối cực điểm mà nàng đã gây ra cho anh. Nhưng tôi không muốn gặp anh mà không chắc chắn được thấy anh bình tâm hơn. Vậy anh đã gặp được Manon. Tôi đáp lời anh và thở dài. Than ôi, anh sung sướng hơn tôi vì tôi bị kết áo không bao giờ gặp lại nàng. Anh trách tôi về tiếng thở dài ấy, còn chứng tỏ sự yếu đuối đối với nàng. Anh khen tôi rất khéo léo về tính tốt của tôi và khuynh hướng của tôi, khiến anh làm tôi nảy sinh ngay chuyện viếng thăm đầu tiên này. Một khao khát muốn từ bỏ như anh mọi lạc thú của thế kỷ để vào giới tăng lữ. Tôi thưởng thức thật sự ý tưởng này, đến nỗi khi tôi còn lại một mình, tôi không quan tâm đến điều gì khác. Tôi nhớ những bài diễn văn của ngài tổng giám mục Amiens cũng đã cho tôi cùng một lời khuyên và những điềm báo may mắn mà cha đã tạo ra cho tôi, nói tôi theo con đường này. Lòng sùng đạo cũng hòa trộn vào sự tôn trọng của tôi. Tôi sẽ sống một cuộc đời ngoan hiền và Kitô giáo. Tôi nói tôi sẽ lo việc học tập và tôn giáo, sẽ không cho phép tôi nghĩ đến những lạc thú nguy hiểm của tình yêu. Tôi sẽ khinh miệt những ai mà đa số mọi người ngưỡng mộ, và vì tôi cảm nhận đủ đầy rằng con tim mình chỉ còn ao ước những gì nó đánh giá cao, tôi sẽ có ít lo lắng cũng như ít lạc thú. Tôi xây dựng trước một hệ thống đời sống bình lặng và đơn độc. Tôi sẽ xây một căn nhà riêng biệt dưới một khu rừng nhỏ và một dòng suối êm đềm ở cuối giường, một thư viện bao gồm những cuốn sách chọn lọc, một số ít bạn bè đạo đức và có cảm quan tốt, một bàn ăn sạch sẽ nhưng thanh đạm và điều độ. Tôi sẽ kết hợp vào đó một cuộc kinh doanh văn chương với một người bạn lưu trú ở Paris và sẽ thông tin cho tôi những kỳ xuất bản mới. Không phải để thỏa mãn hiếu kỳ của tôi mà là để tôi giải khuây khỏi những xao động điên rồ của con người. Chẳng lẽ tôi sẽ không hạnh phúc sao? Tôi nói thêm, mọi ý định của tôi sẽ không tràn đầy sao? Chắc chắn rằng dự định cũng sẽ làm cực kỳ vui lòng các khuynh hướng của tôi. Nhưng cuối một sự thu xếp khôn ngoan như thế, tôi cảm thấy con tim mình còn chờ đợi điều gì đó, và không có gì đáng ao ước hơn trong cảnh cô quạnh khản áo thì phải được ở cùng Manon.
Tuy nhiên, Tibet tiếp tục thăm viếng tôi thường xuyên với ý định mà anh đang gợi hứng cho tôi. Tôi chọn cơ hội để bày tỏ với cha tôi. Ông tuyên bố với tôi rằng ý định của ông là để các con tự do lựa chọn điều kiện của mình. Và dù tôi muốn sống cách nào, ông cũng không ngại ngần sẽ giúp tôi nghe theo lời khuyên của ông. Ông cho tôi những lời khuyên rất khôn ngoan, ít hướng tới việc tôi chán nản dự định của mình hơn là cho tôi theo dự định một cách hiểu biết. Năm học tập tăng lữ mới đến gần, tôi thuyết phục với Tibet rằng chúng tôi sẽ học chung ở chủng viện Saint-Sulpice. Anh thì để hoàn thành học vấn về thần học, còn tôi để bắt đầu việc học của tôi. Giá trị của anh đã được giám mục địa phận biết đến, nên được một giáo sĩ cao cấp nào đó cung cấp một nguồn lợi đáng kể trước khi chúng tôi lên đường. Cha tôi ngỡ tôi đã hoàn toàn hồi phục khỏi cơn đam mê, nên không khó khăn gì để cho tôi ra đi. Chúng tôi đến Paris, trang phục tăng lữ thay chỗ cho thập giáo man và tên gọi tu sĩ de Crieux thay thế cho hiệp sĩ. Tôi gắn bó với việc học rất chăm chỉ, khiến tôi có tiến bộ phi thường chỉ trong vài tháng. Tôi dùng một phần trong đêm và tôi không mất giây phút nào trong ngày. Tiếng tăm của tôi thật nổi bật, khiến người ta khen ngợi tôi ở khắp các thứ hạng mà tôi không bỏ lỡ dịp chiếm được và không cần dẫn động. Tên tôi đã nằm trên bảng danh dự, lòng sùng đạo cũng không lơ là. Tôi có nhiệt tình đối với một bài tập. Tibet hay mê những điều mà anh nhìn thấy như là thành quả của mình. Và tôi nhiều lần thấy anh rơi lệ và hoan nghênh những gì mà anh gọi là sự trở lại đạo của tôi. Mong sao những quyết tâm của con người có thể đổi thay. Đó là điều không bao giờ gây ngạc nhiên cho tôi. Một đam mê làm chúng nảy sinh. Nhưng khi tôi nghĩ đến sự thánh thiện của những người đã dẫn dắt tôi đến Saint-Sulpice và niềm vui nội tâm mà trời cao đã cho tôi hưởng thụ khi thực hiện quyết tâm, tôi khiếp sợ với sự dễ dàng mà tôi có thể phá vỡ quyết tâm đó. Nếu thật sự những sự cứu rỗi trên trời cao luôn ở khắp mọi lúc có sức mạnh ngang bằng với những đam mê, mong sao người ta giải thích cho tôi sức mạnh u ám nào đã đột ngột cuốn trôi hết mọi bổn phận mà không có khả năng kháng cự nào và không cảm thấy ân hận chút nào. Tôi ngỡ mình được hoàn toàn giải thoát khỏi những yếu đuối của tình yêu. Dường như tôi thích đọc một trang của Thánh Augustine hơn, hay một khắc suy tư Cơ Đốc giáo hơn những lạc thú của cảm quan, không loại trừ những lạc thú do Ma Long dâng tặng. Tuy nhiên, một phút chốc bất hạnh khiến tôi lại rơi vào vực thẳm, và sự sa ngã của tôi càng không thể sửa chữa, đến nỗi bỗng thấy mình ở lại chiều sâu, như khi tôi đã ra khỏi những mối lộn xộn mới mà tôi rơi vào lại mang tôi đi xa hơn đến đáy vực. Tôi đã qua gần một năm ở Paris mà không có thông tin gì về vụ việc của Manon. Ban đầu tôi đã trả giá đắt để làm dữ dội những lời khuyên luôn hiện hữu của Tibet và những suy nghĩ của riêng tôi đã mang lại chiến thắng cho tôi. Những tháng cuối cùng đã trôi qua rất bình lặng, khiến tôi ngỡ là sắp quên vĩnh viễn tại vật yêu kiều và nham hiểm đó. Thời gian đến khi tôi phải bảo vệ một bài tập công khai trong trường thần học. Tôi cầu xin nhiều người danh giá có mặt để tôn vinh mình. Tên tôi lan rộng trong các khu phố ở Paris. Cái tên đó đến tai người tình không chung thủy của tôi. Nàng không chắc chắn nhận ra tên đó dưới tước hiệu linh mục. Nhưng với chút hiếu kỳ, người ta có thể hối hận đã phản bội tôi. Tôi không thể tách biệt hai thứ tình cảm này. Thì cái gì khiến nàng quan tâm đến một cái tên quá giống như tên tôi? Nàng đến Sorbonne với vài cô bạn khác. Nàng có mặt khi tôi làm bài tập. Và chắc nàng không khó nhọc gì đã nhận ra tôi. Tôi không hề biết gì về chuyến viếng thăm này. Người ta biết trong những nơi này có những phòng riêng dành cho phụ nữ, nơi các bà ẩn nấp đằng sau một nỗi ganh tị. Tôi quay về Saint-Sulpice phủ đầy vinh quang và triểu nặng như lời khen ngợi. Đã 6 giờ chiều, người ta đến báo cho tôi một lúc sau khi tôi trở về rằng một bà yêu cầu gặp tôi. Tôi đến phòng ăn chung ngay lập tức. Chúa ơi, việc nàng xuất hiện thật đáng ngạc nhiên. Tôi tìm thấy Manon ở đó, chính là nàng, nhưng khả ái hơn và chói lọi hơn tôi đã từng thấy. Nàng đã 18 tuổi, những nét duyên của nàng vượt qua tất cả những gì người ta có thể mô tả. Đó là một dáng vẻ rất tinh tế, rất dịu dàng, rất khiêu gợi, dáng vẻ của chính tình yêu. Cả gương mặt nàng đối với tôi như bùa phép mê hoặc. Tôi đứng sững khi nhìn thấy nàng và không thể phỏng đoán được dự định của chuyến viếng thăm này. Tôi chờ, mắt cụp xuống và run rẩy chờ nàng giải thích. Nàng bối rối đến nỗi trong giây lát cũng ngang bằng với tôi, nhưng thấy sự im lặng của tôi cứ tiếp diễn, nàng đưa tay lên mắt để giấu vài giọt lệ. Nàng nói với tôi bằng giọng rụt rè rằng nàng thú tội về lòng không chung thủy của nàng xứng đáng bị tôi thù ghét,
vì nếu thật sự tôi có bao giờ còn chút tình âu yếm dành cho nàng, thì cũng có thời gian 2 năm không quan tâm đến việc hỏi thăm tin tức về nàng, và nhiều hơn nữa là đến thăm nàng trong tình trạng khi tôi có mặt mà không nói với nàng một lời nào. Sự sao trộn tâm hồn của tôi khi nghe nàng nói không thể nào mà diễn tả nổi. Nàng ngồi, tôi vẫn đứng, thân người quay đi phân nửa, không dám nhìn thẳng vào nàng. Tôi bắt đầu trả lời nhiều lần mà tôi không có sức kết thúc. Cuối cùng tôi cố gắng để hét lên đau đớn: mà nông nham hiểm, à nham hiểm, nham hiểm. Nàng lặp lại với tôi và khóc nức nở rằng nàng không có ý biện minh sự nham hiểm của mình. Cô không có ý gì chứ,